sao cái chỗ này con mấy cái cơm kia là cho chó ăn hả ông? Hả? Mấy cái cơm kia để cho chó ăn hả? Ừ. Trời ơi cái kìa. Không có bỏ luôn. Không. Không bỏ rồi. Cứ cái nồi này là ông nấu cơm, còn mấy cái nồi kia có nồi sử dụng không? Nồi nấu cơm nè. Dạ. Cái nồi kia này cho chó nó ăn. Dạ. Sáng. Có... Trời ơi. Khó đâu. Thì sao? Khó đâu bạc nào mua gì. Sao mà tội nghiệp ông như vậy? Không có không. Hết trơn luôn rồi hả? Không còn ngàn nào hết. Không con cắt nữa. Trời ơi, con thấy ông trong người ông mệt hả? Sáng giờ dắt uống rượu phải không? Uống có uống rượu phải không? Nó mệt hoài mà được. Ít uống rượu là nó mệt mới dữ đó. À, uống thì nó đỡ. Ừ. Ông có một thí dụ 4 giờ uống. Dạ. Đỡ. Dạ. Còn không uống là mệt. Trời. Thí dụ nhậu đây có đồng phải không? Dạ. Mình ấy mày nhau nữa tao coi nhau này ghê vậy đó hả? Sáng đêm nó quậy sáng đêm luôn. Ờ trời ơi không có tên này là không ngủ được luôn á. Không ngủ được luôn. Có khi nó dẫn tao ra đi một 20 cây số á. Trời đất ơi từ đây á mày dẫn qua tới bốn bốn tàu á. Trời ơi chẳng có tiền gì vậy? Dạ không có tiền nắng đừng nắng. Dạ xin chào quý khán giả đang xem kênh Bagina TV. Dạ thì lời nói đầu tiên cho em gửi lời chúc sức khỏe, lời chúc bình an đến toàn thể quý khán giả cũng như là mạnh thường quân ở trong và ngoài nước. Dạ thì hôm nay thì em đang trên đường đến thăm một ngôi nhà của một ông lão. Thì như những clip trước em có chia sẻ thì khi mà em đến thì căn nhà của ông mọc rất là nhiều cỏ dại xung quanh ngôi nhà, nhìn rất là bí ẩn cũng như là rất là đáng sợ. Thì sau khi em chia sẻ thì cũng được chị Bình ở bên Mỹ thì có hỗ trợ cho ông một số tiền để cho ông mua đồ ăn cũng như là mua thuốc uống, cũng như là bên cạnh đó thì cũng là cho người đến để vệ sinh những cái cỏ dại xung quanh nhà ông. Thì hôm nay thì căn nhà của ông nói chung là đã bớt cỏ dại rất là nhiều. Dạ thì hiện giờ thì em cũng không biết cái cuộc sống của ông là như thế nào sau khi mà được sự giúp đỡ của chị Bình như vậy. Dạ thì tại vì là ông sống nơi đây thì có một mình, không vợ con gì hết, cũng như là ít người lui tới căn nhà của ông vì nơi đây rất là hoang vu cũng như là không có điện, không có nước gì nghe cả nhà. Dạ thì bây giờ em mời cả nhà cùng em đi vào bên trong để gặp ông, để hỏi thăm xem cái cuộc sống của ông bây giờ như thế nào nha cả nhà. Mà chó quá trời chó sủa luôn. Chào ông nha. Chào ông. Trên được nữa. Trời ơi. Sủa quá sủa. Khỏe không ông? Khỏe hả? Ông ngồi đi, ông ngồi đi. Chào ông nha. Lấy chìa khóa. Rồi lấy chìa khóa. Lấy chìa khóa làm gì không? Mới mở tủ lấy đồ nè. Ờ, tủ lấy đồ hả? Rồi. Đây. Căn nhà của ông đó. Quá trời kìa. Mở cửa, mới mở cửa này á hả? Dạ. Mở cửa tủ lấy đồ. Dạ. Sao tình hình bữa giờ tình hình sức khỏe ông ổn không? Có bệnh, có bị lên máu gì nữa không ông? Ôi nó mệt hoài. Mệt hoài hả? Ừ. Trời ơi. Rồi mấy nay sao ăn uống gì được không ông? Ăn uống được không? Thì ăn nước mắm nước muối nè đó. Chẳng vậy hả? Trời ơi ông ăn cái gì rồi? Muối tiêu. Trời ơi cái trộn gì đó hả? Ừ. Cái cơm đâu, cơm của ông đâu? Đây nè. Rồi nấu nguyên nồi cơm vậy đó, ăn nguyên ngày luôn. Rồi sao cái chỗ này con mấy cái cơm kia là cho chó ăn hả ông? Hả? Mấy cái cơm kia để cho chó ăn hả? Ừ. Trời ơi cái kìa. Không có bỏ luôn. Không. Không bỏ rồi. Cái nồi này là ông nấu cơm, còn mấy cái nồi kia có sử dụng không? Nồi nấu cơm nè. Dạ.
cái nồi kia này cho chó nó ăn. Dạ. Rồi để đây luôn vậy đó ha. Ừ. Cái gỗ đó ông đựng cái gì nha? Gỗ không chứ gỗ gì đâu. Gỗ không. Thì có gạo gì trong đó nữa. Gạo nó chắc giờ nó khô luôn rồi. Nó khô rồi, nghỉ ăn rồi. Nghỉ ăn rồi. Tháng 7 này có ai cho gạo nhiều không? Có. Nhiều ha. Được bao nhiêu bao lận không? 4-5 bao gì đó. 4-5 bao. Ừ. Bây giờ còn nhiều không? Còn đâu chừng ha. 2 bao ngoài vậy đó. Dạ. Con thấy ông mới như mới hớt tóc phải không? Hớt lâu chưa? Mới hớt nè. Mới hớt à? Đi người ta hớt hả? Hớt rồi nè. Tự hớt luôn. Ừ. Lấy cái gì hớt? Kéo ha không? Kéo. Trời ơi, tự hớt luôn. Cho mát. Ừ. Rồi sáng giờ là mới ăn cơm rồi mà cũng không có mua gì ăn hết, vẫn ăn với muối vậy đó. Hồi sáng khó, trời ơi. Khó đồng bạc. Thì sao? Khó đồng bạc nào mua gì? Sao mà tội nghiệp ông như vậy? Không có hết trơn luôn rồi hả? Không còn ngàn nào hết. Không có cắt nữa. Trời ơi. Rồi bữa là giờ có ai lại thăm ông không? Ông ở đây nè, có ai lại thăm không? Không, có người chị á, Tết khi về. Dạ. Tết á mới về. Dạ. Còn mấy là không có ai lại đây hết. Không. Trời ơi, một mình ông như vậy, không vợ con, không ai đến thăm hết. Có một mình thấy ông trong người ông mệt hả? Sáng giờ chắc uống rượu phải không? Uống có rượu phải không? Nó mệt hoài mà được. Ít uống rượu là... Ít uống rượu lại rồi phải không? Ít uống rượu lại là mệt mới dữ đó. À, uống thì nó đỡ. Ừ. Ông có một thí dụ 4 giờ uống. Dạ. Đỡ. Dạ. Còn không uống là mệt. Trời ơi. Mệt chữ luôn á. Dạ. Có rượu vô là không có mệt không? Có rượu vô là không mệt. Cộng chuỗi trên cổ này ha. Là nó có tác dụng gì trừ tà hay là sao không? Còn nó đẹp quá vậy. Còn nó để đeo cho đẹp hay là làm gì không? Nhà này mà không đeo này nó không ở được. Ghê vậy đó hả? Ờ. Trời ơi. Không đeo này là không ở được. Là sao, lý do nguyên nhân như thế nào? Ông không kể con nghe với. Ông có hay gặp cái gì đó không? Thí dụ nhau đây cái đồng phải không? Dạ. Mình ấy mày nhau nữa thôi coi. Nhau này. Ghê vậy đó hả? Sáng đêm. Nhà đây, nhà ông đây. Dạ. Cô rết qua nhà ông đây. Nó quậy sáng đêm luôn. Ờ. Trời ơi. Không có đêm này là... Là ông không ngủ được luôn nha. Không ngủ được luôn. Là đó giờ vậy luôn hả ông hả? Chừng 50 năm nay à. Ờ. Là đi. Quậy ông hoài xuyên suốt 10 năm trời. Rồi, ông... Ờ. Có khi nó dẫn ta đi một 20 cây số á. Trời đất ơi. Từ đây á. Mày dẫn qua tới 44 tàu á. Trời ơi. Sáng có tiền đi gì à? Dạ. Không có tiền nắng định nắng. Là bộ nắng gì ta. Dạ. Đi xe chịu gì à? Trời ơi. Rồi tối là ông thường gặp những cái. Mà ông có biết ai dẫn không? Cái người đó ông có biết không? Không. Không có thấy gì hết. Thấy. Thấy người ta dẫn đi. Thấy người. Thí dụ thằng con trai là ông đi tôi. Dạ. Là bắt đầu đi trước bên trời ơi trời. Đi theo. Nè, nó đụng. Bữa hôm đi qua nhà mạng đụng có 3 trường cô xưng nè. Bị cái gì đụng? Đi xe hả? Xe ông đó. Dạ. Là dắt ông đi đó nha. Ờ. Ôi. Ngồi đi. Trong lề nè. Dạ. Mà đụng một cái té. Thấy nhau luôn. Ôi ôi trời. Trời ơi thôi. Tao xu gũi mày cũng xu gũi mà tao không có ghế dò cái tay thôi. Dạ. Bỏ đi. Cô đi về nè, cầu sưng nè. Dạ. Còn sưng luôn. Nè. Gách cao ấm, gách chân luôn. Dạ. Là ông có biết ai dắt ông mà lúc ông đi á là ông có không. Biết là có người dắt ông đi không? Biết mà điều... Không nói được. Thí dụ thấy mày đi ông đi tôi nè. Dạ. Là đi trước mà đi theo. Dạ. Đi theo hoài.
Giờ tối là ông ngủ là ông nó quậy. Tao phải, tao có tiền, tao có cái nhà bên đó rồi. Dạ. Chứ nó quậy quá không hả? Quậy giống quá như không cho ông ở hay sao? Không phải. Nó quậy vậy đó, ra ngủ cũng được. Quậy như thế nào ông có thể chia sẻ cho tụi con? Tao đã nhậm theo cái đùng. Mình nói cái nó qua nhau đùng là như thế nào á, con chưa có hiểu, ông có thể nói rõ hơn nữa. Mình nói chừng nào nó nhau hơn nãy nghe kịp không? Giống như là mình nói mình không cho nữa làm nữa, nhưng mà nói mày dỗ mày làm nữa coi. Còn bên đây cái đùng thì nhậm đây cái đùng. Dạ. Mà làm tiếp tục luôn vậy á. Dạ. Ghê trời. Năm mười đêm mới có đêm, chứ không phải là có hoài mỗi đêm. Dạ. Bây giờ là không còn tiền còn gì hết. Tiền nó mua, phải mua là xịt hết rồi. Dạ. Ăn uống thì giờ ăn cơm với muối như vậy nè. Nè. Trời ơi. Muối tiêu. Con thấy cái mì cái gì mà ông xé, ông để mấy cái gói bột mì dưới này quá chừng luôn vậy. Ăn mì sống á. Ăn mì sống hả? Ừ. Sao có ăn mì chín. Ông sống có một mình mà không có ai tới lui hết. Rồi ông lớn tuổi như vậy rồi bệnh hoạn nữa, trời ơi. Rồi tối lại trong căn nhà này thì đây căn nhà của ông nè. Nhìn nó hẻo lánh mà tối ông nói là chừng nào mất chết chứ. Quậy ông rồi không ngủ nghe, tối ông có đốt nhang được không? Đốt chứ. Đốt nhang, đêm nào đốt nhang hả? Ờ. Con nói là nghe nói là lúc trước ông làm thầy cũng hay đi trị những cái người bệnh mà bị dông nhập này kia, dông theo này kia. Còn bây giờ là nghỉ rồi. Không có cách nào để trị chỉ trừ khi là ông đeo cái chữ. Được mà nghỉ rồi. Nghỉ rồi. Phật mày này... la, mày la chừng nào nhảy hung nấy. Dạ. Còn không la thôi. Dạ. Phật này chắc ông thờ lâu rồi đúng không? Phật này hả? Dạ. Từ nhỏ lớn. Mấy chục năm rồi đó hả? Mấy chục năm rồi ạ. Đêm nào cũng đốt nhang hết. Vậy mà còn quậy gì đó. Tao nói ba cái cỏ này nó diệt tất rồi, bây giờ nó tắt lên kìa, bây giờ đâu có hết hẳn đâu. Nằm đó không phải. Xong rồi nó lên lại à. Rồi đồ đạc ông quá trời luôn. Hôm bữa cũng nhiều, bữa nay cũng quá trời luôn. Bữa giờ cũng không có dọn không hả? Đâu có dọn gì đâu đúng không? Nó làm mệt quá dọn gì. Quá trời đồ đạc luôn. Nó làm mệt liền liền mà dọn gì. Ngày nào cũng nấu cơm xong rồi ăn với muối, ăn bữa thì ăn với nước mắm. Rồi cũng lâu rồi con đâu có ghé thăm ông đâu, con tưởng không? Mùa tháng 7 này thì nhiều người cho gạo thôi chứ người ta đâu có cho đồ ăn vậy. Có cho tiền không ông? Không. Không ai cho tiền chứ hả? Cho gạo thì có. Dạ. Cho gạo thì có. Đó còn hai bao gạo để đó. Dạ. Ủa nào ông nuôi mèo nó gì, con thấy con mèo kìa. Mèo gừng. Ủa mèo gừng hả? Hai con là mới điên con rồi. Tự nhiên nó vô ở đúng không? Tự vòng vòng đây nè. Hai con mà nó điên con còn con. Dạ. Hai con nhỏ gì luôn. Dạ. Ông ở đây là ông không có sợ. Ông không sợ gì hết. Quen rồi luôn hả? Quen rồi. Bị hoài với quen luôn rồi. Út mà gặp ông quánh. Quánh luôn. Quá thiệt á. Là ông có từng là hồi đó giờ ông làm thầy như vậy á, ông có từng gặp chứng kiến chưa ông? Không gặp đâu. Gặp không? Là con nghe cái dạo gần đây á, là người ta nói á là ông hay đi bắt cắn, mà tại sao ông không đi bắt nữa? Tao là thầy cắn hổ mà. Dạ, mà con đang thắc mắc là tại sao ông không bắt nữa? Con mắt mình yếu rồi. Dạ. Thí dụ cái hang đây, thầy gỗ ông đây, mà đi lơ mơ giọng ông nó quét quanh mình. Dạ. Chẳng kịp. Dạ. Thôi vậy là nghỉ. Nghỉ luôn. Cho tao thấy cái hổ mà. Yeah. Đâu phải đào như tao đâu. Quạt vậy là chẳng nó bò ra rồi. Tự động bò ra. Tự động bò ra. Trời ơi. Rồi ông bắt tay không luôn hay là sao? Tay không thì hốt vô bỏ vô bao. Bắt gì không sợ luôn không?
không cắn không gì hết trời. Không, đó nó không. Bị thuốc rồi phải không? Nó bị thuốc rồi. Bị thuốc ha, không gì à. Bắt thì bỏ con bao là tại không tự, gì đâu bắt bỏ bao luôn. Nhiên, ừ. Dạ. Nó có cắn mổ chân á. Ôi ôi. Mà bây giờ cái kẹt cái vụ ong đó. Dạ. Mình thấy cái hang này rồi, mình quần quần hồi là ong nó quất nữa. À, ong đánh. Anh thì sẵn đây cũng con cũng có một ít tiền của chị Bình, chị Kiều Mỹ gửi cho ông 500 nghìn để ông mua cái gì đó ông ăn thêm nha. Ừ. Dạ. Cảm ơn nhiều nha. Mua thuốc uống nha ông. Mua thuốc uống thêm, mua thuốc thêm uống rồi mua cái gì ăn. Ngon ăn đi chứ trời ơi, không có cái gì hết. Dạ, thêm một lần nữa thì em cũng xin cảm ơn chị Bình, chị Kiều Mỹ rất là nhiều đã hỗ trợ cho ông một ít thuốc uống cũng như là để mua một ít gì đó để ăn. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Thôi chú ông giữ gìn sức khỏe ha. Tụi con đến thăm thôi, ông nằm nghỉ đi, con thấy ông mệt quá rồi. Mốt nhậu ít ít lại. Uống ít thôi, uống nhiều quá rồi có một mình. Không phải uống nhiều đâu. Dạ. Có một mình là bệnh một cái không ai lo hết. Chết luôn. Có một cái là bệnh giống như ông uống nhiều 4 giờ sáng uống giống như ghiền luôn rồi, không uống là chịu không. Có ghiền mà không uống là hai giờ này đi không được luôn. Đi không được. Trời đó đúng là ghiền rượu á. Uống không uống là mệt lắm. Phải uống vô rồi mới được. Ừ. Rồi trong người về tính ra sáng sớm là giống như là... Thì lâu cảm ơn nhiều nha. Dạ. Quá trời luôn. Cái chỗ của ông ghé rồi gì quá trời luôn. Ăn mì sống mà tới gia vị mà nhiều như vậy luôn. Mì sống rồi. Mì sống. Trời. Rồi thôi con chào ông ha. Ông giữ gìn sức khỏe nha. Thì cảm ơn nhiều nha. Dạ. Cái nhà thì mới đây thì em cũng đến đây thăm cũng như là có chị Bình ở bên Mỹ là tiếp tục hỗ trợ thêm cho chú 500 nghìn để chú mua thuốc cũng như là mua cái gì ăn. Thế nhìn chú tội quá, sống một trong một căn nhà mà không có ai tới lui hết, rồi lớn tuổi nữa. Gán giữ gìn sức khỏe, gán ăn nhìn chứ ăn cơm, con thấy ăn cơm với muối không à. Nhìn...